chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay có mua mới con gà nè, với ốc lông tai, với sò. Hôm nay làm mồi nướng con gà này mình rửa. Ốc lông tai đây con mua bự không? Hôm nay bự nha. Ngày xuống xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Cả nhà mình ăn mồi nướng này. Gà ướp sạp tế ngốc mà nó bự, ốc mới. Cũng có con nhỏ cho mày. Mấy con bự nhỏ là lộn xộn. Con chào ông bà cô chú. Nhà ăn gì ta? Ăn cơm cuộn hả? Ăn cơm cuộn ngon quá. Ngon mấy gạo? Dạ ngon. Cái gì vậy? Con chim kêu á. Con chim kêu không? Ừ. Nó kêu. Ở ngoài vườn á. Ờ. Ở lớn mà, ở nhà bà hai á. Thôi, cầm ầm tự ăn luôn đi. Tự ăn giỏi đi. Ừ đúng rồi, ăn đó. Ăn cái khác không? Không cho già ăn đâu. Không cho ai nha. Cái gì? Ăn nha. Ừ, ăn đi. Cho nổ miếng đi. Cho nổ em không? Ừ, ừ. Cho nổ kìa. Miếng đi. Nó mà nổi á. Bỏ đi. Chuyện ghét kìa, bón vô. Là bộ miếng đi. Là bộ hả? Ừ, ông ăn đi. Ông. Nó ăn nhưng không à? Đi đó. Ngon quá. Ông. Rồi. Hay quá, tính cho thiệt cho giá bộ. Ướp chân gà cho nó thấm ăn hồi nữa, lát nữa mình nướp cho sa tế vô. Sa tế này để tủ lạnh nó đặt rồi. Không xài cái hũ này lớn quá, xài nó còn. Để tủ lạnh. Cho miếng hạt nêm vô nữa. Còn lạnh đặt. Này mình đốn mùng chú chín luôn, mình thấy mấy bữa nay nó chim lại ăn, chim nó ăn hay rồi chứ. Rồi kéo được ở trong được đó, qua kéo đi. Ồ, chim cho chảo vậy nha, mấy trái. Ơi chắc dướng đi mất thôi, tại đi mấy lá rồi. Giờ tới đó phớt rồi, hồi chưa ra chặt cái cho, chặt bỏ cái cây vô. Thấy không, chặt cái dưới cái bụng á vậy đó. Kéo từ từ xuống nó không có ngã. Rồi rồi đó. Ừ. Trời ơi. Chín mùi luôn á. Chưa cho chảo ra. Ừ. Cái nãy là chín mùi rồi.
hay ngoài này chưa có đốm, hôm nay gà nó ăn hay thì chứ nó ăn nhóc hết trơn. Chú này chín ăn được luôn, này chín mùi luôn. Mình xin chào ông bà cô chú anh chị các bạn nha. Bây giờ mình nghe giường để nhỏ hành vô làm mỡ hành. Làm mỡ hành đúng rồi. Hành của mình. Hành đi. Từ hành sảy mà giờ mình trồng thì giống hành hương quá. Nhỏ hết luôn nha. Nó hết tốt rồi, nhỏ hết luôn đi. Nhỏ mình mua hành khác thì mình trồng. Hết tốt. Đây mình được trái cái bi gợ nữa nè. Biển ông đục ý đích rồi. Bầu mình trái con hóc chơi mưa đậu được hai trái. Trái này với một trái ở trên đọt mít rồi. Đọt mít trái còn nhỏ. Cái bi gợ của hàng sướng rồi nó già lắm rồi nè, nhưng mình để cho nó tàn dây mình thấy luôn, cũng như bong bong luôn, quá già. Ngoài kia đựng trái nữa, ngoài cái dây khác bầu dài dài trái con nhóc hết trơn luôn, bầu trái dài không dày hung. Cây này bông kẻ tím của hàng sướng, ấp kẻ tím nha. Nó chưa ốp rồi nữa. Bạn nhìn những cái bông ha, đẹp quá, ốp kẻ tím rồi. Bầu trái con đậu ít, tưới mỗi ngày luôn mà đậu ít. Còn trái nằm ở trên đọc khóc rồi luôn. Trái nhỏ. Đây hai sướng ương được mấy dây bí gợ trái tròn là nó tốt tốt rồi. Bên đây được hai dây nữa, giống bí này ở Trà Vinh. Vô Nam Mi ơi, nuôi nó hay lắm, nó bay vô liền. Cái bí quá già đâu ha. Trái bí đậu nhìn nó mau lớn liền ha. Anh ơi, em mốt mình thấy trái bí này vô mình làm trà bí đao. Trà bí đao à? Hạt chia. Già hết rồi. Trái bí này tự nhiên bị đứt như eo quá. Nhìn nó nhắm nhở lên. Chờ sẽ có than mình nướng. Nhắm lửa trước rồi. Nhóm than không nhóm lửa. Đốt than. Nhóm lửa là nó đốt than rồi chứ. Xong cái mình rửa mấy con ốc bông tai để cát rồi. Mình nhúng nửa trái nè, mình bỏ than vô. Nhỏ nhỏ nè. Mình phải rửa cát trong, rửa từng con. Mình đợt cát dữ dằn, để nó ở dưới cát thôi. Mình được thì nó không có tốt nha. Còn có cái à? Rồi xả dữ quá.
chung họ làm nước chấm hay không? À, này nhầm con có cát, nhầm con không có cát nè. Ừ, cái bụng nó dài dài. Thì chim lại ăn. Mấy con chim nó hay lắm, mấy con chim cho chảo á. Chứ chín là nó ngủ nhau là ngủ nguyên bầy luôn. Ăn hết nãy nè. Nãy chín trước. Ừ. Chú này là món gì nữa đây? Giờ biết là món gì nữa đây. Mùa này chín nhóc hết trơn. Có lúc không có trái nào á. Này là món chuối nấu đi. Đây ăn món chuối tươi chưa? Hả? Đó giờ mẹ ăn món chuối tươi, chuối tươi chưa? Chuối tươi thì chú chín ăn nè. Ăn với cơm. Chín ăn với cơm. Cơm với bánh mì. Cá kho chú chín ăn bánh mì cũng ngon nữa. Chú mời cho miếng cà phê đi. Giờ tới xin cà phê nữa. Uống cà phê là bị bệnh mà chả đi chết nữa nha. Mớ của chân đâm chung là tắt chưa rồi. Bây giờ chế nước mắm nhiều nữa. Rồi hồi cắt thêm tắc với ớt vô luôn cho nó ngon. Siêu cay luôn. Có bó đường vô đây à, nên nó hơi kẹo kẹo. Chuối nướng. Là món chuối nướng nữa nè. Chuối trái nướng. Ha ha trời. Nấu nướng chuối vô ăn ha. Mấy, có mấy cái trái chuối chín làm ướp mà. Nó mới vàng vàng nè, nướng ăn nó dẻo lắm. Ôi, mau vàng cái gì nè, khét cái gì nè. Than than nhiều nó mau khét. Rồi ép nó ra luôn. Cho nó vàng vàng đi, cái mình ép nó dập dập ra nữa. Nó dẻo ngọt. Chuối này chuối nó chín cay nè, nó vàng nướng vậy ăn nó dẻo. Bắp này mình luộc sơ cũng mau chín. Chín hết rồi. Giờ bắt đầu mình nướng chân gà. Chú này mình nướng chín nè, mình gỡ mấy này ra. Nó ngọt, nó dẻo. Dẻo. Cạo cái khét ngoài da, nó khét ngoài da nè. Dẻo xíu té luôn hả? Ê, mở hành, cho một miếng hạt nêm vô. Cho một miếng đường. Thêm miếng nữa nè. Nửa muỗng nữa. Rồi. Giờ mình chọn cho đường nó nằm ở dưới. Rồi mình chế dầu vô cái đường nằm trên nó bị đóng cục rồi. Giờ mình cho dầu vô. Gà cũng chín được về. Mình đi ngay hả? Đi ngay mà luôn. Sợ nhỏ nước bay. Nó điện mà nội. Nước bay làm sao mà quýnh chú ba? Con nó dẻo cứng. Cái gì? Làm sao? Chú ba dẻo làm sao? Quýnh cầu không? Gì? Nó mát đó, điện nó mát đó là không? Chú ba quýnh cầu hả? Chú ba quýnh cầu ở đâu? Ở chứ. Chú ba quýnh cầu ở đâu? Con làm phụ cho ba, chú ba không cho hả? Chân gà này nóng ăn liền ngon.
mới nướng ăn ngon, để họ nguội hết rồi. Giờ mình nướng sò lông. Vô con. Chiên chiên nó vô. Nó phái cho ba la hả? Phải không? Ba. Gì? Nó nhiều luôn á. Sò với ốc con tay mình nướng mỡ hành. Ừ. Ngồi lại chọc con nữa. Cái này có sôi cái là chín rồi. Ừ, với luộc sơn nữa. Đừng để lâu nó khét hết rồi. Khô nước luôn. Nướng sò lông xong cái mình nướng ốc ống tay nữa là xong. Giờ mình cho mỡ hành lên. Phong tài mình nướng mau chín, nãy mình có chở lật cái bè kia xuống mình nướng, chín cái mình lật lên mình để mỡ hành lên, mau chín. Nướng mà mực chiên sụ ngủ luôn à, hai con. Bây giờ mình còn như vậy nữa là xong rồi. Nãy giờ mình nướng thì chín hết rồi, giờ mình chuẩn bị ăn. Ừ, rau găng đó. Có bị sao mà cả nhà ăn chân gà nướng với ốc nướng nha. Chú nướng hả? Rồi ăn đi đi. Bây học gì hết rồi hả? Ốc đi hả? Ừ, ốc rồi. Ốc đi. Rồi ba Chung mời cô chú chị bạn ăn đồ nướng với dình của ba Chung nha. Nướng dẻo lắm nè. Lấy cái ấy mới được, lấy cái muỗng múc. Đồ nướng này phải ra tay mới được. Rồi hai xuống xin mời cô chú anh chị bạn cùng ăn mình hai xuống nha. Ba làm á hả? Cảm ơn nội đi. Cay không? Dạ vậy đó hả? Chua cay. Ngon không? Ừ. Còn cô hai ngon không? Cô hai ngon không? Cô hai. Ăn hơn không? Ừ, gì phá chừng gà hả? Món ruột mà. Ăn gà hả? Thịt gà. Gà chứ phải thịt gà. Gì vậy? Nói gì ổn nữa. Trời ơi, nè ăn cầm muỗng bự 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 đi. Không gắp gì con lấy muỗng. Có giờ chua đó kìa. Ừ, chua đó nữa nghe. Đâu, quất con sò cái cây. Nhi, chấm nước chấm thứ là được không Nhi? Chấm anh ba làm á. Chấm thành phấn á. Ngon. Đợt trước con biết đâm muối nhiều không mặn. Đợt này không. Này có thấy muối không? Có. Mấy hộp muối à? Cái bông tay nó mập. Còn quay mập. Gỡ ra luôn á. Phải ra tay. Chèn miếng này lên cái. Ừ. Gỡ ra chấm vô luôn, nhúng vô. Nhúng vô luôn hả? Ừ. Ngon dữ ạ.
chấm nhúng vô mới ngon. Khoan khoan phải kèm ngon được ăn chú nướng nè, như nội nè. Xíu ăn cơm thôi. Mình trong miếng nữa thôi. Chút ăn cơm hết thôi. Ngon quá cậu ơi. Cái gì đó? Chú này nó chấm nó vàng. Chú hả? Trời ơi. Chú có chấm ớt rồi không? Bóc vậy đó. Dạ đưa em muỗng. Ông dạo ăn gì? Mấy dạo ăn gì nó mẹ con nghe. Ông mẹ ăn gì? Ăn gì con ăn gì? Ăn gì vậy cả? Em biết dạo ăn gì vậy? Chú ba dạo. Con ăn chuối. Ông mi. Chú ba là ông mà. Chú ba. Mình xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Thèm không? Nếu ăn thèm không? Thử nó chấm cho bà chung ra. Của mẹ á. Của mẹ gì? Của mẹ này à. Chấm lắm. Của mẹ nè. Của mẹ nè. Của mẹ ăn đi. Của mẹ ăn đi. Chấm được không? Em ngu nha. Chấm thử ngốc thôi. Chưa biết, không đem cái nữa mới biết ha. Nãy gì là được rồi. Không gì? Được, chị dừng lại được rồi. Kêu Hai Nhi dừng lại. Đừng ngã ra. Cái gì vậy? Dạ ngon. Dạ ngon. Cái gì vậy? Cái mở kìa. Mười điểm sao đâu? Mười điểm. Mười điểm mà ha. Mười điểm là gì nè? Mười bằng tay. Bằng kia nữa. Ừ. Mười điểm. Mười điểm. Số mười. Còn một điểm mà vậy nè. Đó thì không cay đi. Thử rồi. Mình coi chú ba mấy điểm. Thử. Kêu anh ba ăn thử chút đi. Ăn thử thôi. Nó linh vậy. Cha cầm con không? Không. Hết ăn rồi. Ra da rồi. Dạ, ở đây đi. Dạ, con dạ, cháu ngoài sau đi. Dạ, cao hả? Ủa, trả cao nha. Ủa, trả cao nha, ngủ. Này, nó ngủ mà nó cái tâm nó kiểu rồi. Cái mũn mút luôn. Đừng ngủ hấp luôn nè. Bé mẹ hé nha. Bé mẹ hé luôn. Hé luôn hả? Ai ăn tin nữa rồi. Ghê. Trời ơi. Hết sức thiệt chứ. Không ngờ cháu thì chứ trời. Nằm giọng với con đó. Thấy ông thầy thổi á, con ai ăn tin nữa rồi giờ cũng nhớ vợ đó. Anh nhớ tin đi. Bắt trước á. Đi trang như thiệt luôn á. Đâu ai nhắn con vợ? Dạ. Ai nhắn vợ? Ai nhắn tin nữa rồi. Ai nhắn vợ? Chú lại nhắn tin. Chú lại nhắn tin hả? Nãy chú lại nhắn nói gì? Có bắt cóc con hả? Hello. 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 Thục vàng ngay ngộ thật chứ. Thục vàng tiền quá thục vàng anh. Anh nhắn tin nữa rồi. Anh nhắn tin nữa hả? Thì coi đi con coi ai nhắn tin. Sao chú Lãi nhắn tin gì vậy? Chú Lãi nhắn hỏi con ăn gì vậy? Nói chú Lãi nhắn hỏi gì thì hỏi bé gạo ăn gì vậy? Con chiên gà nha. Con chân gà nghe chú lạ. Ê như thiệt bây giờ. Ê như thiệt cho tao. Có ai nhắn nữa không? Ngủ luôn. Cho tao có ai nhắn nữa không? Có dư leo. Hả? Có dư leo. Chú lại nhắn. Có cải. Chú lại nhắn nữa rồi. Cải ăn được không? Như cải được. Ớt chú leo rất cái vậy. Lấy cây tâm á. Nếu mà không nhớ tâm. Ai nhắn tin nữa rồi. Nhớ ê như thiệt. Mặt như mèo đó. Chú ơi. Ủa con cái gì vậy? Chú ơi. Ngon hả? Ê, của mẹ. Ừ. Không trả không? Không trả của con á. Sao vậy? Điện mấy chú lạ đi. Trời ơi, alo, không trả con chiếc nhộng này nè. Ai không trả con? Hai Nhi không trả con chiếc
Nó đã diễn quá trời diễn. Anh ơi, sao mượn mà không trả chứ? Con cho mày mượn neo hả? Cho luôn ơi. Cái đó ai mua cho con vậy? Em mua. Em mua hả? Mua nhiêu tiền? Mua nhiêu? Mua nhiêu con? Nhiêu. Mua nhiêu? Mua nhiêu. Mua nhiêu. Mua nhiêu. Cái vậy? Mẹ má mua ẩm cho. Mẹ má mua hả? Lúc này ăn để ngắn rồi. Của con mất tiêu rồi. Mẹ của con đâu mất tiêu rồi. Đồng con đâu mất rồi. Đồng con đâu mất tiêu rồi. Ông ngoại lấy. Ông nội lấy hả? Ông nội đâu mà lấy đâu con. Sao ông nội lấy nhỏ như vậy sao? Đi vậy? Đi chơi, mẹ chú bay. Ai nhắn tin nữa kìa. Có ai nhắn tin không? Nộp tin nhắn rồi. Có ai nhắn tin con không? Có. Chú lại nhắn hả? Không. Ừ. Em cài kiếm nha. Ủa xanh cài em nhắn tin gì? Vừa ăn. Ăn chín mới cài. Ai nhắn tin. Ăn thành nó hay thế. Hết không? Vừa. Hết dữ bà. Em miếng tắt cho nào. Miếng ớt đỏ vô. Mẹ ăn ớt à. Con miếng nào sống luôn. Rồi mé hả? Nè, em mé nè. Mé hả? Mé nè hả? Hả mé nè anh nghe hả? Mé nè nha. Điện thoại đó có con bắt nhạc được không? Không được. Không được vậy. Hết pin rồi hả? Điện thoại của ai mới bắt nữa? Trời ơi, rồi ai điện mà nghe kỳ vậy? Cái điện thoại nó mét rồi. Lấy của nó này, của dòng của nó không trả nè. Trời ơi. Kỳ vậy? Mét sao đâu? Đâu mét lại không? Anh nha. Anh nha. Này chấm này hả? Đúng rồi, chấm vô ngon lắm. Cũng chấm con lại. Để nó cao. Đợi gì? Đừng chạy chuyện lại nha. Đừng chạy chuyện lại đó. Mấy dùng điện thoại như ba chân gà đó nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi nguyên xuống không kìa. Ê, cường tôi. Kìa dầu. Trời ơi. Thì bắt cá. Đó, thay viên trúng kìa. Được không? Chấm được. Chưa ăn mà được không? Không có cay. Không có cay thiệt á. Không có cay. Không thử. Nói làm ngon lắm. Đỉnh của chớp á. Nhầm với ớt rồi nha mấy ngon. Đúng rồi. Đúng rồi, cay dầm ớt kìa. Cầm nguyên trái hay cắn ha. Cái dành nó ra kìa. Dễ vậy là ăn được rồi tính. Cái quai dục. Để ý lắm á. Ngài chịu nói ao giờ. Mày nói chứ thợi không ơi. Em mới chờ. Trời ơi, cười kì vậy. Có xạo không? Còn ai thì không biết. Con ai kìa, ông Tư hỏi kìa. Con ai? Hai chứa nữa. Đâu hả? Thầy dép mang vô nha. Biết đi đâu rồi đó. Trời ơi. Nói thiệt. Chổng con à. Ba kiếm bộn hả gì đâu. Dạ. Nước thế nào cũng đã qua. Qua nguyên đúng không? Ê! Chết chưa? Thôi nghe không? Hai Sứ xin kết thúc tiếp đây cô chú anh chị các bạn. Hai Sứ hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sứ nha.